Bản tin thế giới trên kênh HTV7 tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Xin chúc mừng sinh nhật tất cả quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Linh rất vui được gặp lại quý vị vào thứ sáu hàng tuần trên TV7 vào lúc 20 giờ. Thật là một ngày ấn tượng đối với tất cả những người có ngày sinh nhật trong ngày hôm nay và có ngày sinh nhật trong tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh sẽ có cơ hội ngang nhau để đến với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ thành phần quan trọng trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy hướng về màn hình xem họ sẽ giới thiệu về họ. Thí sinh đầu tiên. Sơn đây rất thích hàm râu kiến, nay lỡ cạo rồi tiếc lắm thay, gương mặt sầu khổ buồn hoa héo, đợi mấy năm sau râu lại đầy. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Hoàng Sơn. Nét xinh tươi chiếc khăn hoàng đỏ, tuổi trăng tròn nhiều lắm mộng mơ, mơ có ai cùng sánh vai bước nên ngồi chờ đến lúc có ai. Chúc mừng sinh nhật Lê Hằng. Ba nàng có một là tôi, hai nàng vẫn có mặt tôi trong hình, hình này là chính xác là tôi, Thu Hương là nó là Thu Hương. Xin chúc mừng sinh nhật Thu Hương. Ba thí sinh giới thiệu rất ngộ nghĩnh về họ và bây giờ chúng ta sẽ gặp họ, giao lưu với họ. Xin chào anh Nguyễn Hoàng Sơn. Hôm nay tôi mới biết tên thật của anh. Khán giả luôn luôn gọi anh là Bảo Khương. Tên thật Nguyễn Hoàng Sơn. Tại sao lấy nghệ danh là Bảo Khương? Là vì đi diễn lúc mà cái thời kỳ cải lương á, thì Khương rất thích là chú Bảo Quốc. Thành ra mà tính lấy cái họ Bảo của chú Quốc, mà cái chữ sau là cái chữ tên Sơn thì bị trùng hoài. Thành ra Khương mới lấy mấy cái tên của Hồng Kông á, Trần Quang Thái là Khương đại vệ đó, tính ghép vô. Cái Bảo không lẽ bảo vệ thì nghe nó kỳ quá, còn nếu mà bảo đại thì nghe nó cũng ghê quá. Cái thấy cái chữ Khương đầu của Khương đại vệ đặt cho mình là Bảo Khương luôn. À cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Anh đi đoàn cải lương, đi đoàn cải lương chắc chắn là anh hát cải lương rất hay. Hôm nay một câu vọng cổ để tặng cho quý vị. Nếu thì Quyền Linh yêu cầu thì cũng ráng chiều lòng Quyền Linh, Khương cũng ráng ca một câu, dầu có dở nhưng cũng xin quý vị khán giả các bạn hôm nay đừng có trách Khương ha. Giờ ta chích đoạn trong cái bên cầu Vinh Lụa ha. Bên cầu Vinh Lụa vô uống cho đại huynh. Uống chứ huynh. Đại huynh ơi, rượu quán nghèo những nồng nàn gì. À đã quá. Để kính kính cẩn nâng tay trao mời trí trí mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Hay quá. Rượu lạc trang nguyên trình dám uống một mình. Không, uống hai mình luôn. Uống hai mình luôn. Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin thay vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Rồi hết rồi, thôi như này. Hay quá. Hôm nay anh đến phim trường với ai ạ? Đến phim trường tất cả là gia đình đó, hai bên là gia đình không á. Hai bên luôn, hai bên đều là gia đình của anh Bảo Khương. Hy vọng rằng hôm nay đại gia đình hai bên của anh cổ vũ cho anh để anh có giải thưởng là 50 triệu đồng. Cũng chúc y vậy đi. À như vậy đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Xin chào bạn Lê Hằng. Bạn có hay xem Bảo Khương biểu diễn không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Bạn đến sân khấu hài, tất cả sân khấu hài bạn đều gặp. Lúc nào bạn buồn, thiệt là buồn, bạn sẽ gặp anh ấy, bạn hết buồn ngay. Dạ. Có bao giờ bạn buồn dữ dội chưa? Dạ cũng chưa. Chưa buồn? Dạ. Khi nào bạn vui dữ dội chưa? Dạ có. Đó là ngày nào? Dạ đó là ngày sinh nhật của em, cách đây mấy năm. Sinh nhật đó có cái gì mà vui dữ dội bạn? Dạ lúc đó là ông xã của em đội trời mưa mà mua hoa với lại bánh cho em, một cái bánh thật to. Em đội mưa đi mua hoa về cho bạn? Dạ. Một bánh sinh nhật về cho bạn? Dạ. Mưa to không? Dạ to. Mưa mà mua về bánh sinh nhật còn không, có ướt không? Dạ không, mưa. Không mà che lại.
Hôm nay thì bạn đến chương trình này với ai? Dạ, hôm nay em rất vui vì có gia đình của em đến cổ vũ cho em và hai bạn cùng chơi ở đây. Gia đình của bạn? Dạ, đây. Chúc bạn sẽ có giải thưởng là 50 triệu đồng. Dạ, em cảm ơn. Chào bạn Thu Hương. Chào anh. Bạn đang suy nghĩ gì? Em suy nghĩ về cuộc giao lưu trò chuyện tất cả mọi người. À, thích giao lưu đúng không? Dạ. Cuộc sống đôi khi là chúng ta phải cần bạn bè. Dạ. Giao lưu với nhiều người, càng nhiều bạn càng tốt. Thêm bạn bất thù, đúng không bạn? Dạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Phước. Bình Phước? Dạ. À, quê bạn có đặc sản gì? Quê em chỉ có tiêu thôi. Bạn đang công tác tại đâu? Em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Minh. Công ty bạn làm về vấn đề gì ạ? À, về hoa tươi. Bạn gặp rất là nhiều hoa và tiếp xúc với hoa hàng ngày. Dạ. Bạn thích nhất là hoa gì? À, em thích nhất là hoa hồng. Hoa hồng? Dạ. Và hoa gì nữa? À, và hoa cúc. Hoa cúc. Dạ. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Dạ. Hoa cúc tượng trưng tình bạn. Dạ. Và bạn thích tình yêu hay tình bạn? Dạ em thích cả hai. Cả hai, tình yêu và tình bạn. Dạ. Cảm ơn bạn. Hôm nay bạn đã đến đây với ai? À, em đến cùng với các bạn làm chung với em. Đến với tình yêu và tình bạn. Dạ. Chúc bạn Thu Hương thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ. Chúc mừng sinh nhật. Thay mặt cho gia đình xin chúc mừng sinh nhật cho ba thí sinh và chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người có ngày sinh nhật trong tuần này. Và ngay bây giờ, ba thí sinh sẽ làm một cuộc hành trình để đi tìm giải thưởng 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và bây giờ, ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi bằng cách đoán tuổi của khách mời. Nếu như đoán đúng, ba thí sinh sẽ nhận được số điểm là âm 5 điểm. Và đoán sai thì số điểm trên là sẽ được cộng vào với số điểm của thí sinh. Và đặc biệt ở trong chương trình này, nếu như ai có số điểm thấp nhất, người đó sẽ có cơ hội đến với vòng đặc biệt. Và đầu tiên thì chương trình xin tặng cho ba thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên. Khi nghe cô thể hiện các ca khúc, mọi người đều nghĩ rằng cô là người con của núi rừng Tây Nguyên. Nhã Ca là người con của xứ dừa Bến Tre. Xin hỏi năm nay cô ca sĩ Nhã Ca bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Nhã Ca năm nay bao nhiêu tuổi? Anh Bảo Khương chắc chắn là anh đã gặp Nhã Ca rồi. Anh đi diễn gặp Nhã Ca rất nhiều lần rồi. Anh đoán xem có lần nào Nhã Ca nói với anh rằng Nhã Ca bao nhiêu tuổi không? Bao nhiêu ạ? À? Theo quý vị là bao nhiêu? 22. Bao nhiêu? 23. Bên kia là bao nhiêu? 27. Bao nhiêu? 30. Bên kia lên lên 20. Nhiều ý kiến rối loạn luôn. Bây giờ thì mọi người nói là 20, 25, 27, có người nói 30, 35. Bảo Khương và Thu Hương 28, Lệ Hằng 24. Số tuổi của ca sĩ Nhã Ca là bao nhiêu? 29. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi số 2. Xin mời. Đây là tác giả của những tình khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích, Sĩ Luân, chàng ca sĩ nhạc sĩ tài hoa. Xin hỏi các bạn năm nay Sĩ Luân bao nhiêu tuổi? Ca sĩ nhạc sĩ rồi MC Sĩ Luân năm nay bao nhiêu tuổi? Xin mời quý vị hãy cùng đưa ra dự đoán để giúp cho ba thí sinh có thêm tư vấn về số tuổi của khách mời. Bao nhiêu ạ? 32. 16. Mấy? 12 hả? 22. 32. Rất nhiều ý kiến. Thu Hương là 25 và Bảo Khương 25. Chúng ta sẽ biết tuổi của khách mời là bao nhiêu đây. Xin mời. 25. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Anh có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, nhưng anh lại thành công hơn đối với dòng nhạc âm hưởng dân ca và những ca khúc cách mạng. Xin hỏi ca sĩ Khánh Duy lúc này bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Khánh Duy. Ca sĩ Khánh Duy với cuộc thi tiếng hát truyền hình năm nay bao nhiêu tuổi? Hình lúc này nè, hình lúc này chứ có phải là hiện giờ. 12, 11, 15, 12. Thu Hương 15. Lệ Hằng bao nhiêu? 15 luôn. Còn anh bao nhiêu? 16. Anh muốn làm khác người đúng không? Hai người kia 15, anh 16. Bây giờ Khánh Duy bao nhiêu tuổi? 16. Và cuối cùng thì ba thí sinh đã hoàn thành vòng 1 với 3 câu hỏi. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho người nào có số điểm thấp nhất. Đó là anh Hoàng Sơn, tức là Bảo Khương.
ta đang đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ở vòng 1 thì 3 thí sinh đã đoán gần chính xác tuổi của các vị khách mời. Và ở vòng 2 này cũng là đoán tuổi, nhưng không phải đoán một người mà là đoán nhiều người. Ở vòng 2, nếu như thí sinh đoán đúng tuổi của khách mời, thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Và vòng 2 này, nếu như ba người ngang bằng số điểm với nhau, chúng tôi sẽ dựa vào luật kính lão đắc thọ. Ai nhiều tuổi nhất người đó sẽ đến với vòng đặc biệt. Ở vòng 2 sẽ có 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Lâu lâu nhìn lại coi video kia. Không, người ta vô đây, người ta tập thể dục. Sao chú Nam vô đây, chú Nam coi ký hoài vậy? Lâu lâu phải coi lại gian sắc cái chứ. Chú già rồi. Nghĩ sao nói già, biết năm nay tôi nhiêu tuổi không mà nói tôi già. Diễn viên đạo diễn Khoa Nam và em bé cộng lại là bao nhiêu tuổi? Hai người cộng lại bao nhiêu mươi ạ? 41 mấy? 45 42 40. Căng thẳng quá, quá căng thẳng. Diễn viên đạo diễn Khoa Nam cộng với em bé là bao nhiêu? Lê Hằng 40, Thu Hương 40, anh Bảo Khương 39. Và bây giờ chúng ta sẽ biết số tuổi chính xác. Hôm nay con 7 tuổi. Khoa Nam 31, hai chú cháu cộng lại là 38 tuổi. 38. Bảo Khương lắc đầu. Đây là câu hỏi số 2, là câu hỏi cuối cùng để xem ai sẽ vào vòng đặc biệt. Xin mời ba thí sinh nhìn thật kỹ vào xem khách mời là ai. Cái này là cái sống mình thu rồi đó. Ủa, nhưng mình thu chỗ nào đây? Thì mình thu lại cái chủ quận 1 hôm bữa đó. À, Sang nhớ rồi. A, à, 2. Yep, Meva xin chào quý vị khán giả của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Xin chúc các thí sinh trong ngày hôm nay có một ngày sinh nhật thật vui. Nhóm V3 có một câu hỏi dành cho các bạn đây. Các bạn thử đoán xem nhóm V3 được bao nhiêu tuổi rồi? Ba chàng trai của nhóm V3 có những dòng nhạc rất sôi động và nổi tiếng rất là hâm mộ. Nhóm V3, ba chàng trai cộng lại là bao nhiêu tuổi? Xin mời quý vị. Bao nhiêu ạ? 30. 62. Ba người cộng lại 52. 72. 50. 60. 45. 75. Chính xác, ba chàng trai của nhóm V3 bao nhiêu? Phô năm nay được 20. Còn Sang, năm nay Sang 21 tuổi. Còn Khoa, Khoa bằng tuổi Sang. Và tổng số tuổi của V3 là 62. Bây giờ thì giữa hai người, ai là người đến với vòng đặc biệt đây? Xin chúc mừng bạn Lê Hằng. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Yeah. Hai người này không biết ai là người đến với vòng đặc biệt. Một người sẽ nhận 3 triệu và một người sẽ nhận, có cơ hội nhận 50 triệu. Người nhận 3 triệu đó là bạn Thu Hương. Và người cơ hội nhận 50 triệu là anh Bảo Khương. Chúc mừng anh. Chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người có sinh nhật trong tuần này. Xin chúc mừng cho anh Nguyễn Hoàng Sơn đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. 3 vòng quay cộng lại 47 điểm, anh sẽ nhận được 50 triệu. Rất dễ, rất đơn giản. Nghe phái quá mới dù được không? Cố gắng lên. Bây giờ thì anh quay vòng đầu tiên. Nếu như anh quay vào số 4 hoặc số 7, anh sẽ nhận được 1 triệu đồng. Vòng thứ 2 vẫn như thế. Xin mời, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Hy vọng rằng may mắn sẽ đến với anh. 50 triệu đồng. Nghi lắm à, nghi lắm à. Anh Nguyễn Hoàng Sơn, tức là diễn viên hài Bảo Khương, đã quay vòng đầu tiên để xác định xem được số bao nhiêu. Và nếu như anh quay vào số 4 hoặc số 7, anh sẽ có giải thưởng là 1 triệu đồng. Ờ, tôi nghĩ chắc số 7 quá. Số 7 cũng được mà, số 4 cũng được. Chưa? Chạy nhanh. Đây nè, số 4. Trời ơi, ráng lên con má. Ráng lên coi. Mạnh lên nữa. Trời ơi.
Khả Di mà rướng người chút xíu được rồi ha. Cách có 2 ô thôi. 2 ô rồi. Kết thúc vòng 1, anh có 1 điểm. 1 điểm. Vòng quay thứ 2, đừng nói với Linh là quay số 1 nữa là 2 điểm. Vòng quay số 2, bắt đầu. Bắt đầu. Cái này là số 7 nha. Nghe ấy à. Ở vòng quay số 2, vẫn như vòng 1, nếu vào số 4 hoặc số 7, anh vẫn có giải thưởng là 1 triệu đồng. Ừ. Đây. Số 7. Số 4 hoặc số 7. Rồi số 4 rồi. Từ dừng lại. Số 4 rồi anh Bảo Khương ơi. Thấy không? Chưa. Tí thôi. Một chút xíu. Bé thôi. Là đã vào số 4 rồi. Bây giờ thì anh quay số 1 và số 6. Anh có 7 điểm. Anh còn 40. Trên vòng quay chương trình sinh nhật không có số 40. Chương trình sẽ tặng cho anh 2 thẻ may mắn. Một số 40. Hai số 40. Anh đặt vào bất cứ ô nào. Nếu như chiếc bánh sinh nhật dừng lại ở 2 thẻ may mắn này, anh có 50 triệu. Đơn giản. Nếu như anh không cần 50 triệu, anh nói thôi 50 triệu tôi cầm tôi xỉu, tôi cần 30 thôi, Quyền Linh sẽ tặng anh một thẻ may mắn này. Giá trị giải thưởng còn lại 30 triệu đồng. Và nếu như anh nói là 30 triệu đồng về đếm hoài không hết, thôi còn thời gian để đi diễn. Anh nói cần 10 triệu thôi, có 10 triệu thêm một thẻ may mắn nữa. Nếu như còn thẻ nữa, anh nói Quyền Linh ơi, thôi cho lấy luôn đi. Tặng luôn. Để đâu thì để, muốn để đâu để. Là 10 triệu. Không có triệu nào. Trời ơi, trả lại thẻ đi, không có triệu nào lấy chi ông. Vậy thì bây giờ anh quyết định lấy 10 triệu. 10 triệu. Thôi kệ nó vậy, 10 triệu thôi. Anh đặt bất cứ vào ô nào, xin mời. Đặt chỗ nào nha, đó. Chạy hên xui nha. Đó. Đặt 2 ô. Cuối cùng thì diễn viên hài Bảo Khương đã đặt 4 thẻ may mắn ở cạnh nhau. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mồng tơi xanh rờn. Và may mắn. Hy vọng rằng 10 triệu sẽ thuộc về anh. Dạ, cũng xem trả lời báo là... cũng... Bây giờ anh nói với Quyền Linh là thôi anh không quay nữa. Quay biết đâu không trúng. Có một hình thức khác. Là sao? Dễ trúng hơn. Là sao? Nếu như anh không quay, anh sẽ có 3 hộp quà để lựa chọn. Có hộp quà 10 triệu, hộp quà 1 triệu và hộp quà là một tràng khóa tay. Khi bóc vô cái nhầm cái tràng khóa tay cái ăn mày luôn. Quay. Chúc anh thành công và may mắn. Cảm ơn em. Hy vọng anh sẽ có 10 triệu. Khán giả vỗ tay. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay. Chúc cho em có 10 triệu. Bắt đầu. Lòng quay hoài luôn. Chiếc bánh sinh nhật từ dừng lại. Giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Vòng này nè. Đây nè. Vòng này. Vô đây mà chơi. Sai. Không may mắn lắm. Mấy lần quay anh đều gần vào khu vực này thì ô nào cũng được hết. Nó bởi vậy. Rất tiếc. Nhưng không sao, anh đã có thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Rồi. Với đông đảo mọi người, chúc mừng sinh nhật của anh. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và cảm ơn. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng.
ta vừa trải qua 3 vòng thi của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và bây giờ đây, 3 người chơi sẽ nhận được giá trị giải thưởng của chương trình. Ngoài ra, nhà tài trợ còn tặng cho 3 người chơi mỗi người một phần quà, đó là bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Xin chúc 3 người chơi thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Việt Ba Media với sự tài trợ của Vinaphone. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7.